Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là công ty thảo dược Mafaco đi thăm dò triển khai dự án khôi phục bảo tồn giống chè san tuyết ở vùng Tây Bắc Hà Giang trên độ cao 1.000 mét so mặt nước biển. Đây là những cái gốc cây chè cổ thụ của công ty thảo dược Mafaco đang lập dự án tại vùng Hà Giang. Trời hôm nay thì còn 20 ngày nữa là Tết rồi, cho nên là trời sương mù lặng. Và trên cái vùng chè san tuyết này, trên độ cao 1.000 mét này thì hầu như là quanh năm là mây mù bao phủ. Quanh năm mây mù bao phủ. Cho nên là đây là đầu xuân, nên đây là dân bản đang đi hái những cái búp chè mang về để uống xuân. Cái gốc chè này thì nguồn gốc này là của cái thời Pháp người ta trồng. Người ta cho giống cho bà con dân bản. Chắc phải được hàng trăm năm rồi. Các gốc chè cổ thụ này đến đường kính 40, 50 và 3, 4 người trèo lên và hái nó cũng được. Chè san tuyết xuất phát từ cái tên là san tuyết, tức là cái búp của nó. Nó sống ở trên vùng núi đá gọi là san. San phiên dịch ra tiếng địa phương tức là núi đá. Còn tuyết là cái đầu của nó. Vừa xong là tôi đã hái được một ít búp, không biết ở đâu rồi. Cái đầu búp của nó là trắng. Vừa xong... Đây, cái đầu búp của nó trắng nhá. Đây này, các bạn nhá. Đấy, đầu búp của nó rất trắng. Đấy, nó vó các cái tuyết trắng bao phủ. Chỉ cho trên vùng núi cao có cái chè san tuyết này thôi. Từ cái búp trắng này thì cái cây chè nó đạt được tinh chất của chè, trà của chè. Và nó có khí hậu đun đốt độ ẩm cao. Đun đốt độ ẩm cao thì nó mới tạo thành những cái tuyết này được. Và nó giữ được cái chất lượng chè rất là tốt, ngọt và thơm và xanh. Cho nên là theo cái bản địa phương thì các người dân tộc Giao, dân tộc Mông sống trên cái núi cao này thì họ sao ẩm theo phong cách truyền thống, tức là vặt ngọn, vặt lá về sao tẩm lên và làm những cái chè uống rất tốt. Tính dược liệu nó cao. Nhưng mà sang tiếp cây này đi nhỉ. Sang vặt tiếp cây này. Tính dược liệu nó cao. Còn ngoài ra là theo cái quy trình của Nhật đấy. Cháu vặt tiếp cây đấy đi. Theo cái quy trình của Nhật ấy, thì người ta phải hái một ngọn một tai. Một tai một lá. Một tai tức là cái ngọn búp của nó và chỉ có được một, có một lá thôi. Đây là một cây chè đường kính độ khoảng 25-30 cm. Và nó có những cái tay tán nó ra rất là cổ kính, có thể 4-5 người trèo lên hái. 4-5 người trèo lên cái cây chè này. 4-5 người trèo lên hái được cái cây chè này cũng vẫn được. Đấy, chè này hàng trăm năm tuổi. Nó vươn những cái tay ra rất là dài và cổ. Đầu xuân là khi búp chè lên là dân bản là đi hái những cái búp chè này về sau tẩm và làm dùng trà uống quanh năm ngày tháng. Tốt cho bệnh đường ruột. Tốt rất là cho nhiều loại bệnh. Chính vì vậy cho nên là cái phong cách uống chè của người Nhật Bản và người Đài Loan, Thượng Hải và Trung Quốc thì người ta coi trọng cái chất chè này lắm. Cái bác này, bác ấy đứng che hết ống kính của tôi rồi, làm tôi không quay được. Bác ấy vừa phá hỏng, bác ấy vừa không vào ống kính của tôi. Đấy, đây là cái bác này, là bác ấy mệt quá rồi. Bác ấy trải hái từ sáng giờ được rất nhiều chè rồi. Đang mệt, bác không trèo lên được. Bác ấy đang đứng, bác ấy thẩm thấu. Đấy, chương trình chè của chúng tôi là sẽ đi khôi phục cái giống chè này lại và làm những cái nhà máy chế xuất và theo một cái dây chuyền rất là khắt khe của người Nhật. Tức là khi mình hái chè về thì đúng, hái đúng cái búp trắng và phải hái vào lúc sáng sớm. Hái chè phải hái vào lúc sáng sớm, tức là nó đang ăn sương. Sau đó mình về mình mới phơi rải ra đất và để cho nó hấp thụ cái khí âm của trời đất. Sau đó là tránh phơi dưới ánh sáng và cho vào cái dây chuyền sản xuất thì nó mới được đạt được cái tinh chất của chè. Nó giữ nguyên được tinh chất và nó không mất mùi. Và khi cái tinh chất đấy thì khi người ta cho nước vào người ta pha thì nó lở ra, nó đúng như kiểu chè xanh ấy. Đấy, tuyết nó đúng như kiểu cái chè tươi. Thì theo cái thương phẩm ấy, thì hiện tại là người dân bản địa đây thì người ta sao tẩm, người ta bán 200-300 nghìn một cân đã là chè ngon rồi. Nhưng mà khi vào dây chuyền sản xuất
thì sẽ lên đến độ khoảng 2-3 triệu một cân. Đây là một vùng sản xuất mà chúng tôi đang mở những cái tuyến đường vào. Mở những cái tuyến đường vào thì các cái tuyến đường này vào, khi mở tuyến đường vào cho tiện cho dân sản xuất thì chúng ta phải đánh những cái cây. Ví dụ như cái cây này nó ở giữa đường là chúng ta phải tiến hành di thực nó đi. Di thực nó đi và cho nó vào vùng nguyên liệu. Và cách bứng tỉa di thực thế nào thì chúng tôi nói vào cái đoạn video sau. Hôm nay là chúng tôi đi kiểm tra dự án và kiểm tra cái chất lượng để mở đường. Hãy cùng với người dân và đoàn khảo sát của người Nhật và người Đài Loan, chúng tôi sẽ đi lên đỉnh cao nữa. Các bạn hãy tiếp tục live stream và ủng hộ cho chương trình bảo tồn gốc chè Sam Tuyết của chúng tôi nhé. Mọi liên hệ góp ý xin chân thành điện thoại và sẹt Zalo, số điện thoại 0977 830088, 0919 706 818. Chúng tôi để tiếp tục đi lên các cái độ cao nữa để cho các bạn xem được những thước phim về cây chè Sam Tuyết Tây Bắc. Xin chân thành cảm ơn.